4 xu hướng trang điểm cô dâu mới nhất từ Bridal Fashion Week. Thứ nhất, trang điểm cô dâu phong cách cổ điển. Hầu hết các chuyên gia làm đẹp cho cô dâu trên khắp thế giới đều khuyên rằng bạn chỉ nên dùng cushion để làm sáng và phủ một lớp mịn vừa phải lên da. Nếu có làn da nhiều khuyết điểm, cô dâu có thể bổ sung một lớp lót và đôi chút bronzer. Thứ hai, trang điểm cô dâu phong cách dịu dàng. Khuôn mặt mỏng nhẹ chỉ với một lớp CC cream hoặc cushion và đôi mắt mộc cần được cân đối với các loại phụ kiện có thiết kế cầu kỳ. Thứ ba, trang điểm cô dâu theo phong cách lãng mạn. Với một chút má hồng, đôi mắt mơ màng màu khói và đôi môi mang sắc đỏ san hô, bạn sẽ trở thành cô dâu lãng mạn như hình ảnh trong truyện cổ tích. Thứ tư, trang điểm cô dâu phong cách có như không, rất tự nhiên và mờ như không hề có phấn son gì cả. Đó chính là xu hướng trang điểm đang được yêu thích nồng nhiệt trong suốt 2 năm trở lại đây.